Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân vừa ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược triển khai dự án khu căn hộ biệt lập 4.0 Happy One. Dự án với tổng diện tích gần 6.000 m2, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, quy mô 21 tầng với 11 shop house và 486 căn hộ diện tích từ 34 đến 69 m2, được trang bị đầy đủ thiết bị nội thất cao cấp, không gian xanh nổi bật với 4 tiện ích chính: công viên trung tâm, đường chạy bộ tổng hợp, hồ bơi tràn bờ, quảng trường chân mây cùng 3 tiêu chí cơ bản: an toàn, đầy đủ, tiện lợi và chất lượng sống. Dự án Happy One đã khởi công vào đầu tháng 5 năm 2019 và dự kiến bàn giao nhà vào quý 4 năm 2020.